Ô nhậu hả? Không nhậu chứ tôi đâu nhậu. Ông thấy thị trấn mình đang chuẩn bị mở cái hội mà gọi là uống 12 lon bia hả? Hay là 10 lon hay 8 lon gì đó. Được gì được 20 triệu trong vòng bao nhiêu phút đó. À. Cái vấn đề gọi là nếu mà gọi là như tôi á mà uống trong vòng nửa tiếng hay sao đúng không? Hay là nửa tiếng 20 phút gì đó. Nửa tiếng ai cho? 20 phút đúng không? Ừ. Là trong vòng 10 lon hay bao nhiêu 8 lon gì tôi không biết nữa. Là được 20 triệu. Mà ông nghĩ đi. Một người có thể nhậu cả 2 thùng có mà. 2 thùng đó ta uống đường dài chứ à. Mà uống nạp vô uống không nổi. Không phải đâu, chẳng qua là biết sao. Thời gian nó cho mình ngắn quá. Ừ. Đâm ra là cái bài tiết của mình không xuống để mình đi tiểu. Ừ. Nó cho mình đi tiểu mà chứ phải không đâu. Ừ. Nhưng mà thời gian quan ngắn quá, ông đi tiểu này nọ là ông uống đâu được. Mà trong khi đó ông uống 8 lon thì nó rất là no. Ừ. Với lại ông nó gọi là gì ta? Trướng. Ừ. Trướng bụng lên, đâm ra ông uống không được chứ không phải là 8 lon ăn nhầm gì tức tôi. Đúng rồi, uống bia thì gặp cái trường hợp đó là đầy hơi, trướng bụng, bụng nó căng lên. Mọi người để ý, có nhiều khi á mọi người uống bia mọi người không có đầy bụng, không có bụng có to lên. Nhiều hôm á mọi người uống, tự nhiên uống một lon hai lon bắt đầu bụng nó căng lên rồi, uống ngồi không được luôn rồi. Đầy hơi, trướng đầy gọi đầy hơi trọng á. Đúng rồi. Vậy có em có cái mẹo rất là hay nè. Anh có thể anh biết được cái mẹo này anh đi áp dụng rất là ok luôn. Đủ thi đặt 20 triệu. Ok luôn. Đa số mọi người uống bia là mọi người rất sợ nó có bọt. Chính xác. Đúng, đúng không? Đúng. Bây giờ nha, anh thử rót một ly bia không có bọt. Dễ mà, đó dễ mà. Đó. Ta đổ để cái ly nó đổ cho nó chảy vô thành nè. Mọi người uống bia mọi người sợ nhất là nó trào bọt, cho nên á mọi người cố gắng rót làm sao cho nó không có bọt. Là ok. Đó là tâm lý và em cũng như vậy luôn. Đúng không? Em cũng vậy luôn, em rót bia là em rót làm sao cho đừng trào bọt lên. Cứ trào bọt lên nó trào ra ngoài. Với lại là nhìn nó uống lâu. Trong khi người ta kêu làm ly lọc, cụng ly lọc. Mình rót vô một ly thấy bọt không à. Và rồi mình uống không có được. Đúng. Phải chờ tan bọt mới uống được. Thì cho nên cái cách của mọi người là mọi người cố gắng rót làm sao cho nó ít càng bọt. Ít bọt thì mọi người mới uống được. Chính xác. Đồ một lon bia. Đó. Này cái độ rót của tôi là nó chuẩn rồi, chuẩn men rồi. Cho nên á, cái sai lầm của mọi người là mọi người cố gắng rót làm sao cho bia không có bọt. Cho nên á, mọi người uống ít, với lại mọi người uống nhanh đầy bụng, đầy hơi, trướng bụng. Bây giờ anh không tin. Anh thấy cái bọt khó uống mà. Khi anh uống xuống bụng anh đúng không? Giống như anh đổ xuống đất vậy đó. Đúng không? Em ví dụ anh cầm một cái con dao hay gì, anh khuấy cái ly bia lên. Chị à? Đó, nó sùi bọt lên. Khi anh uống vô trong bao tử của anh, nó cũng sẽ là như vậy. Tại vì anh uống từ cổ xuống đây cả một đoạn. Thì nó, khi anh xuống thì ép buộc nó sẽ xuống sùi bọt như vậy. Thì đâm ra hiện tượng nó là đầy hơi, trướng bụng. Hợp lý. Uống không có nổi. Hợp lý. Cho nên á, anh muốn uống bia nó lâu bị no, không bị trướng bụng, không bị đầy hơi, thì anh rót bia, anh rót làm sao? Anh cứ rót mạnh xuống, tống xuống cho nó đẩy hết bọt lên luôn. Chảy ra ngoài cho nó chửi kìa. Sao mà chảy thì anh có lượng vừa đủ thôi. Ví dụ như anh kiếm em một cái ly nữa đi. Cái ly để đây. À. Rồi ly này để đây nha. Một ly này là ly rót không có bọt nha. Anh khui một cái ly bia, anh rót thẳng xuống luôn, rót thả ga luôn. Ý là anh rót lượng vừa đủ lên tới đây là ok rồi. Cho nó trào bọt ha. Đúng rồi, rót mạnh lên cho nó trào bọt lên đó, đúng rồi đó. Đó, mọi người rót như thế này á, bọt nó sẽ ra hết ngoài đây rồi. Cho nên á, khi anh uống vô á là bụng của anh sẽ hạn chế tình trạng là tạo bọt khí trong đó. Cho nên nó lâu bị no, lâu bị chướng hơi. Tránh cái tình trạng là uống mới có một lon cái là no uống không nổi. Phải không ta? Thế thường là mình rót nó cái bọt bắt đầu khi mình nói là bọt nó tan đi rồi mình mới uống. Đúng rồi. Để lát nữa nó tan thì tôi đánh thử cái nó. Đúng rồi. Cái bọt nhiều không nghe. Bây giờ để hai ly tí anh coi anh biết. À. Cái ly này á ly anh cố tình anh uống rót không có bọt. À. Để cho anh dễ uống. Giả sử á anh rót như vậy là càng chết anh. Anh uống vô là nó tạo bọt lại. Mình đổ vô đầu cái nó mình nuốt xuống cái bọt nó dội nó tạo bọt lên. Nó cũng tương tự như anh đổ xuống thôi, nó sẽ bao tử như thế này, nó sẽ lên bọt thế này. Đó, thay vì á anh tránh trường hợp đó là anh nên đổ là anh đổ thẳng xuống luôn, cứ cho lên bọt thoải mái. Là tránh cái hiện trường là khi anh uống vô là bụng anh có hơi. Tôi thấy cũng hợp lý chứ ta. Hợp lý mà. Không nên giờ anh để hai cái nó sùi bọt nó lắng với nhau thì anh khuấy lại là anh biết nè. Bây giờ anh bọt thử với liền nè. Tàn quá.
đủ một tấn cỡ đó mà đã bọt không bao nhiêu hết trơn. Đúng rồi. Có nghĩa là nó đã sùi bọt rồi là đương nhiên nó bọt nó không còn nữa. Đúng rồi. Khi mình nuốt vô đây nó chỉ có một tỷ lượng gọi là bọt nó có lên thì lên nhỏ nhẹ thôi. Đúng, đúng rồi. Đồ nó ra cũng hợp lý. Thôi đây này xem thử à. Thằng này nãy mình đánh nó văng hết rồi. Ừ. Nè nó đã bọt ra hết đó, rồi. Nó ra hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ cái này qua đây, mình sẽ rót một cái ly này mình rót nhẹ thử mình đánh cái lên nha. Ừ. Cái này còn đúng không? Nó không có bọt đúng không? Ý là mình sẽ làm sao cho nó bọt nó sụi hết đó đi. Đúng rồi. Chứ đừng có nghĩ mà rót bọt mà cho nó không có bọt để dễ uống, là cái đó là mình uống vô không được bao nhiêu. Đúng rồi. Mà khi đó nó vô trong đó nó tạo bọt thì làm bao tử mình nó đầy. Đúng rồi. Với lại nhanh no với lại khó uống. Đa số thì như vậy thôi. Em hay lâu lâu em uống bia thì em cũng rót cho nó không có bọt. À cái này là không có bọt nè. Ừ. Bắt đầu đánh nè. Nghĩ không có bọt này là mình uống nó thoải mái rồi. Đúng rồi, nhưng mà sai lầm. Đổ vô trong bao tử thì nó lên bọt quá chừng bọt. Bây giờ đù nó nuốt vô bao tử thử coi thấy cảnh. Đúng rồi đó, tôi đánh nhẹ nha. Đó còn cái ly đã xùi bọt rồi, em đánh lại không có bọt nữa. Nó hạn chế cho người rất là nhiều tình trạng khi mọi người dốc xuống bao tử, cái lực mọi người dốc xuống bao tử là nó cũng xa chứ bộ, thì nó tạo bọt trong bao tử thôi. À, tính ra hợp lý ghê chứ bộ. Ừ, do đó nó gây ra cái tình trạng là một số người uống mới có một lon à, năm nay tình trạng là đầy hơi bụng nó trương, đó là do thằng này nó tạo ra. Nghĩa là cố tình rót không cho có bọt. Đúng rồi, uống bia phải rót cho có bọt, nó mới đỡ cái tình trạng là chướng hơi. Hay, hợp lý, tôi nghĩ là đúng hợp lý đó. Đó, ok, xin mọi người nha, mọi người có thể áp dụng thử nha. Nhớ đăng ký bật chuông.